chào các anh chị nha. Chúc các anh chị một ngày vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Hôm nay mình lại có một cái dòng sản phẩm giày mới để giới thiệu cho các anh chị biết để mua sắm nha. Trời rét này cứ có những đôi giày thật là mềm mại, đẹp, đi sang trọng, lịch sự là rất thích. Đấy. Mời các anh chị xem qua nha. Đấy, đôi giày này là đôi giày của màu vàng bò các anh chị. Đấy. Thứ nhất là dáng của nó rất hợp với lại các anh người hơi thấp một chút. Đấy. Chất lượng thì đế này là đế kép. Đấy. Đế bằng kép nhá các anh chị nhá. Chất da thật 100% nhá. Đấy. Các anh chị nhìn này, đường kim mũi chỉ. Máy rất là sắc nét. Đấy, đúng không? Đây là đường chỉ máy các anh chị nhá. Còn đây là đường ép đế, không gây một tí keo nào ra các anh chị nhá. Chất lượng rất là tinh túy, đẹp, mềm mại, thực sự. Đây, em quay sát cho các anh xem nhá. Đấy, đường kim chỉ rất đẹp. Đấy, đế kép nhá. Đấy, em quay thật sát và chậm cho các anh chị xem mà. Đấy, đôi giày da rất là mềm. Đấy. Đấy, xong nó lại đàn hồi bình thường. Đây các anh chị muốn xem được da thật hay da giả thì các anh chị thì vào đây. Đây là miếng da thật. Đấy. Em quay sát đây đi. Đây là miếng da thật các anh chị nhá. Đấy, da thật 100% nhá. Đấy, đôi giày này là mặc với lại quần thô trắng nhá. Đấy, rất là sang trọng và lịch sự nhá. Đấy. Giày đẹp. Có bảo hành, nếu sai hỏng đổi một miễn phí luôn. Đấy, anh chị nào có nhu cầu sử dụng những giày này thì hãy để lại số điện thoại bên dưới, chúng tôi sẽ gọi lại tư vấn cho anh chị ngay sau ít phút nha. Hàng chuẩn chỉ đẹp nha. Xin chào các anh chị nha. Chúc anh chị một ngày vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc nha.